Anh em ở trong đời chúng ta có ốc táo đây này, ốc táo rất là vàng 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 nghệ luôn đó. Hàng này có đang bán trên Shopee luôn, anh em có thể vào được lên Shopee mình để phía dưới lên mua ốc táo này rất là đẹp. Nguồn này là vàng tươi, vàng CC Lemon, vàng nghệ. Ở đây mình có 200 con ốc táo này, rất là nhanh chạy hàng. Anh em cần thì có thể liên hệ qua sớm, không thì hết. Đây để thả ra hồ nè. Wow, rất là đẹp luôn. Cái anh này ảnh nuôi ở khay nhựa tầng cho nên rất là sạch sẽ, chứ không có nuôi dưới ao. Sao nhìn con ốc cái vỏ rất là sạch luôn. Đó, vỏ ốc rất là sạch. Về là có thể làm món liền, không cần phải rửa nhiều. Cái nguồn này rất là đẹp anh em nha. Anh em nhìn cái màu sắc của nó đó, đó màu sắc rất là vàng, vàng rất là vàng luôn. Không, cái này đó, họ nuôi ở thùng xốp rồi cây nhựa. Để xem cái vỏ rất là đẹp, nó không có bị bám bẩn hay là không có cái những cái sừng sùi lên, đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Này anh chiên nuôi ốc táo cho ăn kỹ lắm, cho ăn xà lách đồ không à, nó có dơ cái nó, cái nước anh chuyển lên cho mình ở trong veo luôn đó. Rồi những ốc này ở những chỗ chạy ta nuôi ta thả ao đó, nó đục nó dơ. Rồi hàng này mình có đang đường link trên Shopee của Bốc Cái Bi Bách Hóa luôn á. Để đường link mình sẽ để phía dưới, tí hồi anh em có thể mua bên trang Bốc Cái Bi Bách Hóa nha. Nhưng mà anh em đây là dòng Albino Red Lay nha, gọi là Albino Super Red Lay. Rất đẹp luôn đúng không ạ? Rất đẹp luôn. Hàng này mình đợt này mình về hàng có rebond thôi anh em ơi. Hàng rebond nha, chống anh em muốn chống gen, chống rebond gì thì qua shop mà tự chọn, nếu không chọn mua online mình đặt nhiên đó là chống có rebond. Anh em nhớ dặn giúp mình nha, nếu muốn bắt chống thừa đạo là dặn mình Super Red Lay thì cái lay trên thân nó sẽ nhuyễn, anh em thấy không? Nhuyễn. Độ nhuyễn là độ nhiễu giống như silver lưu lay gì đó. Nó là trên thân rất là đẹp luôn. Rồi hàng này rebond một cặp là 200k anh em nha. Một cặp rebond 200k, khuyến mãi nhỏ cho anh em là cặp, hai cặp là 350. Super red lay. Đó, hoa văn rất là đẹp luôn. Ôi, trước theo trước mà anh em đây là dòng rồng đỏ rebond nha, bốn đuôi hấp môn anh em ơi. Rồng đỏ Indo rebond. Rất là đẹp luôn nha, hàng này mình đang sale 150k một cặp thôi ạ. Ồ, nhìn con trống này. Tất cả qua trước mà anh em là trống nha. 1550 một cặp. 150 một cặp, 150k một cặp, 150k một cặp. Rồng đỏ Indo rebond nha, anh em nhớ cái tên giúp mình nha để khi đặt hàng thì dễ dàng trao đổi hơn, tại mình rất là nhiều loại. Rồng đỏ Indo rebond. Rồi trời ơi, trước theo trước mặt chúng ta đây là hàng con tiễn anh em ơi. Con tiễn thì sao, chói quá nè. Trời anh em thấy màu sắc đã không ạ? Con tiễn này thì là nó lên màu tay bơi đó, lên màu tay bơi anh em nha, phun vẫy trên đầu và lên màu tay bơi vàng ống luôn á. Rồi hàng này thì anh em nào cần thì có thể liên hệ mình
giá một cặp là 150k thôi ạ. Và ở đây mình chỉ có 24 cho mày 5 con với ngoài con máy to nữa. Đó, cặp to là 200. Còn hai cặp to 200, hai cặp nhỏ là 150. Đó, chỉ có 6 cặp thôi anh em nha. Nó như là anh em nào mà xem video mình lúc từ lúc mình nhập thái á, những con này y chang như cái nhập luôn. Lên tay bơ lên vẫy full hết. Đó, cá như video anh em nha. Đó, có sót hai con máy lớn. Còn những con máy nhỏ form đồ rất là đẹp luôn. Rồi, đã qua cá VIP nữa nè. À, bên đây là quay màu sắc, hồ đang lên reo nè, thông cảm. Quay màu sắc nha. Quay màu sắc này sale nhanh luôn anh em ơi, sale nhanh luôn, 200k một cặp nha. Còn có khoảng 3 ống cặp cuối cùng thôi, anh em nào qua nhanh thì hốt. 200k một cặp quay màu sắc luôn. Tiếp bên đây là coi sọt. Coi sọt này có ri bông nha. Coi sọt ri bông này sale nhanh luôn, 200k một cặp luôn. 200k một cặp coi sọt ri bông. Rồi đây là trống gold ribbon. Anh em có thể chọn trống ribbon hoặc trống gen tùy thích. Thì trống gen là trống những con nó trưng bày nhưng mà nó không có ribbon á. Đó, ribbon thì đẹp hơn chắc chắn rồi. Tay bên nó sẽ to hơn, màu sắc là nó ống hơn. Đó, đây là trống có ribbon nha. Thì vấn đề có ribbon thì nó sẽ ảnh hưởng khả năng sinh sản một xíu. Nhưng mà đúng là gold thì gold ribbon là đẹp hơn gold thường rất là nhiều. Đây, đây là bài chống của bài hồi nãy. Để anh quay máy vừa quay chống cho anh em xem. Đó, chất lượng chống máy đều rất là tuyệt vời. 200k một cặp loại cá, giá khá là hời để chúng ta có thể có một cặp cá đẹp để chơi. Rồi tí mình khuyến mãi luôn hàng gen. Hàng gen nghĩa là hàng không có ribbon và trung bày cái tụi này. Đây bài Big Dosa này rất là đẹp đúng không anh em ạ? Đó. Bài này không mang gen ribbon nè, bài này mình sẽ sell mạnh luôn. 200k 3 cặp, 200k 3 cặp. Đợt trước mình có quay bài này đó, mà quay top view nhìn nó không đã lắm. Lên hồ quay dưỡng lại thì màu sắc lên ok luôn này, rất là đẹp nha. 200k 3 cặp luôn, combo rất đẹp cho anh em. Rồi trước mặt anh em này dòng hấp lách lưu rất là đẹp luôn anh em nha. Hấp lách lưu đuôi rất là to và đẹp luôn. Mình khuyến mãi nhanh dòng này luôn, hàng có ribbon á. Hàng ribbon mình sẽ sell luôn, còn 200k một cặp thôi. Mãi nhiều con quay sắc phiên luôn anh em nha. Hàng không ribbon. Đó, không ribbon máy to luôn nè, máy to đùng luôn. Đó, không ribbon nha. Là chỉ giảm còn 100k một cặp thôi, máy cực khủng luôn, hàng này hàng cực khủng nha, xe lớn nha. Anh em nhìn máy nè, đó, giảm nhanh luôn, giảm sát sàn 200k một cặp ribbon. Cặp không ribbon 100k. Bổn này là bổn China, hàng rất đẹp anh em nha. Đó. Rồi sau đây thì chúng ta có là Luto Bass Ribbon. Hàng này đang được sale tại shop với giá là 200k một cặp, combo 2 cặp là 350. Có nhiều con vây sắc phiên luôn anh em. Nó Luto Bass Ribbon nha. Hai trăm k một cặp, 350 hai cặp. Vâng, tiếp theo trước mặt chúng ta dòng Albino Full Gold, hay còn được biết cái tên ngắn gọn hơn là dễ hiểu hơn là Full Gold mắt đỏ. À, hàng này là hàng khá là hiếm và khá lạ cho thị trường luôn.
màu vàng, nó là màu vàng đồng, nó sẽ vàng rất là đậm hơn, rõ ràng còn phân rất là nhiều. Thì hàng này mình sale luôn 200k 3 cặp. Combo tiếp theo là combo 300k 5 cặp. Albino full gold mắt đỏ nha anh em. Rồi tiếp theo trước mặt chúng ta là bộ full gold tai bơi bướm. Mà hàng đẹp, hàng đẹp là tai bơi con mái nó có màu luôn anh em ơi. Đó, thằng bơi tai bơi con mái với con trống luôn có màu luôn. Hàng này thì giá trị cao. À, anh em cần thì liên hệ giúp mình nha. Đó, mình thấy không? Mái nè, lên tay bơi lên màu nè, rất là tốt nè. Rồi tiếp theo có coi đỏ ri bông nha, hàng này thanh lý 150k một cặp. Đỏ ri bông gene nha. 150 một cặp. Hàng này không ship anh nha, cái hàng này không ship. Đây là Dumbo Panda nha. Mấy con mái đi mình không có gì mình nhận xét cả. Đó. Đó, tay bơi nó to hơn so với Dumbo Panda thường rất là nhiều. Trời nó lăn quá. Trời ơi không lên được con nào dưới tay á. Nó màu sắc nó đậm hơn so với hàng Panda. Vây vây những cái này cũng dài hơn. Rồi để mình cho bên vợ quay cho nó rõ hơn nha. Dưới đây nó hơi ít sáng. Và tiếp theo đây chúng ta có bộ rồng tuyển, bộ vây to. Mình thấy không? Vây như như full red luôn, vây nè. Rủ luôn á. Đó, vây rất là đẹp luôn nha. Hàng này đợt mình sale còn 200k một cặp anh em nha. Rồng đỏ tuyển. Bit đô xa. Đó, vây rất đã luôn. Nó bơi nhanh quá nó khó xem vây nó khó chịu nha. Đó anh em thấy không, vây nó rủ xuống luôn. Rất đẹp luôn anh em nha, 200k một cặp anh em nha. Anh em đã bắt combo 3 cặp 500 luôn nha. Mà combo 3 cặp 500 anh em nha. Máy vây cũng khủng lắm. Rồi, tay rất khủng đúng không anh em? Tay bơi cực khủng luôn. Đây là cái gì ta? Dumbo. Dumbo Red, hàng tay bơi khủng nè anh em nha. Ở hàng này tuyển ra chỉ có vài cặp thôi. Anh em nào ưng thì có thể hốt sớm. Không có nhiều nha. Đó, nhìn tay bơi đó nè. Trời ơi. Mấy con nào cũng tuyển hết. Đó, tay bơi này. Đã chưa? Hàng này 200 một cặp anh em nha. Giá rất đẹp đấy, một sợ không cặp Dumbo thời thường này luôn. Đó, anh em cần chốt sớm nha anh em. Hàng này nếu mà anh em thấy ưng mắt thì chốt sớm nha, không có nhiều đâu. Trời nó kìa. Quá đã luôn anh em ơi.
Hiểu không? Đó, đẹp lắm anh em ơi. Đợt này không, đợt này là xả hàng mà không hốt là ổn lắm nha. 200k 4 cặp là một cặp, cứ 50k thôi. Thật sự luôn, 50k mà sở hữu cặp này là quá hời. Thật sự luôn. Có hàng rebound mà mình sẽ báo giá hàng rebound cho anh em. Anh em báo giá dòng này anh em cũng đoán nha, giá hàng rebound mà đúng rồi. Rồi, mình qua vô rebound đây. Mình qua rebound đây, bạn qua video. Rồi, tím rebound anh em nha. Rất đẹp luôn, trời ơi, trống này uống nu như sọt nè anh em. Máy bự nha, anh em xem là máy xe có nha. Đó, nè rồng tím anh em nha. Rồng tím đi bông. Nói chung màu sắc lên nền đen rất là đẹp ha. Đó, quá trời luôn. Quá trời, quá trời. Rồi, hàng này sale, sale, sale 300 sale còn 200k một cặp anh em nha. Anh em bắt combo 3 cặp là 500 luôn. Combo 3 cặp 500 nha. Hàng này 300k một cặp, mình sale còn 200. Rồng tím rebound nha, hàng có hàng hiếm nha, lâu lâu mới có nha. Đợt này lên máy xe lớn luôn mà vẫn giá học sinh cho anh em luôn nha. 200k một cặp, combo 3 cặp 500. Tiếp theo rồng xanh Indo anh em ơi. Đó, form rất đẹp nha. Này này thì 150 một cặp, 250 hai cặp. Đó, ăn ngate rất sung luôn. Quá đẹp. Rồi, con trống là vây và tướng tá ngoài vằn rất là dày. Rồi tiếp theo mình qua cái này Dumbo Swallow. Đó, rất đẹp anh em nha. Thì hàng này là 300k cặp anh em nha. Bắt combo 2 cặp sẽ là 550k. Full tier hết, đảm bảo cho anh em như cá như clip. Nếu bài nào quay đó anh em xem giùm mình kỹ, giúp video giúp mình. Chị chỉ đi hiển, chị em ơi. Nhung. Đây anh em ơi, đó, ăn Atami thì những cái con mà có bộ vây căng á, nó sẽ rất là đẹp. Giống như bữa giờ mình quay thằng HP Red này nè, nó quay nó không có căng á không ạ. Nay cho Atemir vô quay thì nó sẽ đẹp hơn hẳn. Trời ơi, con trống này kìa. Bộ tuyển này rất là đẹp đó nha em. Đó nè, thấy không? Trời ơi, con máy này kìa. Trời ơi, con trống này kìa. Chợ nguyên bài này kìa. HP Red thằng tuyển này anh em là ưng này. Hốt lệ bài này chắc chắn anh em đầu tư xứng đáng. Rất đẹp luôn. Quá đã anh em ơi. Cho bài này ăn, cho ăn hoài luôn, đứng đây hoài luôn. Ăn Atami này được cái là con cá nó sẽ vận động nhiều hơn. Đó, sẽ làm cho con cá chúng ta có khả năng nó như nó sung hơn, di chuyển nhiều hơn so với ăn trùng. Con trùng mà nó ngậm trong mồi nó nhiều. Đó, cái bộ vây con máy đã chưa?
vây đỏ nha, vây đỏ hoàn toàn nha, căng và rũ. Đây Lutobass nha anh em. Đó. Bộ Bichel. Đó, bộ đuôi cực khủng nha. HP Red bạn có biết đầu. Đầu bạn đuôi to cũng rất là đã luôn. Đây bây giờ mình cho rồng xanh Indo nó ăn nha.